ăn mỗi ngày mình ăn món gì rồi nó cuối tháng nó tính tiền bao nhiêu. Quay lại 2 phút đủ của tôi rồi. Hôm nay món này đỡ hơn hôm qua ha. Đối với khán giả, tụi tôi đang ở đâu nha, nếu biết ở đâu thì hãy bình luận ở dưới cho biết. Còn thằng ngồi đây là quý khán giả gì đâu kỳ, quay để cho anh em ta biết cực khổ như thế nào chứ. Chưa quen rồi. Mình ăn cơm trưa như vậy ở đây, ăn ngày 3 bữa, sáng cho sáng, trưa cơm trưa, chiều 5 giờ năm mấy, chiều có 6 giờ ha, 6 giờ. Dạ, có chuối ăn, ăn xét, lá xét, chuối. Qua có chưa được nửa chảo nữa, chiều được mấy trái dâu không? Chiều mấy trái dâu luôn vậy. Chào quý khán giả, thì hôm nay kênh của Nắng Lồi Lóc Ăn Sáng bún xào thịt heo lâu lắm rồi mình có lên làm bếp, nay mình làm bếp muốn giới thiệu cho quý khán giả là mình sẽ thử nghiệm ở trong cái chúng xá trong 21 ngày không đi đâu hết, để biết được cái cảnh mà ta đi học như thế nào. Thì hôm nay mình review cái món ăn bún xào nước mắm hay cái gì vậy, nước mắm rồi hay có đường gừng ớt. Mình đố với giả mình đang ở đâu, đang ở đâu và làm gì? Sáng giờ mình mới ăn sáng đầu tiên. Coi bún này có khác gì bún ở nhà mình làm không? Đúng là nó khác, bún xào khác không có đơn giản, khác là cái vị trí ăn, ngồi ở đâu ăn, nếu ăn ở nhà thì cái này nó sẽ ngon, còn ăn cái này nó không bằng ăn ở nhà. Bữa nay mình thử thách ở 21 ngày gồm 3 người, có hai anh em đó, nói chung coi. Nay thì mình quay ăn rồi mình quay lại cho hai anh em kia. Nếu quý giả đón mình coi tụi mình đang ở đâu, hãy bình luận dưới là tụi mình ở đây 21 ngày đó, xong rồi mới được về. Đố quý giả là đang ở đâu và làm gì. Đúng là ăn tuy nó ngon ở nhà nhưng mà vẫn mút chân ngon, lý do là khác giờ không ăn mấy giờ, 8 giờ mấy.
sáng người ta phát học ăn sáng khoảng 10 giờ các ăn cơm cơm trưa, chiều 5 giờ nào giờ ở nhà không cứ nhờ vô đây để biết chúng ta biết gã biết mình đâu mà để mình làm biết thấy hay thì like đăng ký kênh nhập năm trăm anh muốn giải thì có nhiều để cho kênh của mình phát triển này. Nào giờ cũng lâu rồi, năm nay chỉ có 1000 mấy là cho mấy rồi quý giả bữa sáng của mình đó nói gì muốn xào ở đây cũng được chứ không ngon gì mấy, tôi ở nhà mua gì khác dầu đấu quá nhưng đặt ăn thấy ngon nhé, tôi tưởng là không ngon mà ở nhà mình nấu đâu thì tụi mình cứ ở đây tới 21 ngày còn nhiều món nữa mình sẽ review cho quý khán giả xem cùng đồng hành với ba anh em tụi mình ba anh em tụi mình ở đây tới 21 ngày đó ở đây 21 ngày cho nên đối với khán giả ba tụi mình làm gì ở đâu thử thách cái gì nếu quý khán giả đón được thì hãy bình luận ở dưới. Trước khi dừng lại xin chúc quý khán giả được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chào nhiều các bạn.